Khoảng 1 giờ 22 phút ngày 2 tháng 4, phía trước số nhà 106 Điện Biên Phủ, thành phố Huế, anh Trần Văn Dư, sinh năm 1995, trú tại phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, điều khiển xe mô tô 75F1-755XX đi trên đường Điện Biên Phủ theo hướng từ Phan Chu Trinh về Đào Tấn. Khi đến địa điểm trên thì xe anh Dư va chạm với xe mô tô 75D1-429XX. Trên xe gồm 3 thanh niên chưa xác định được người điều khiển, gồm Trần Văn Quốc Hát, sinh năm 1999, trú tại phường Gia Hội, thành phố Huế, Nguyễn Văn Mờ, sinh năm 1997, trú phường Thuận Lộc, thành phố Huế, và Trần Thanh Hán, sinh năm 1998, trú phường Phủ Hồ, thành phố Huế, đi theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Trần Văn Dư và Trần Thanh Hán tử vong tại chỗ, hai người còn lại bất tỉnh được đưa đi cấp cứu, hai xe hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân đang được lực lượng chức năng xác minh làm rõ.